Hôm nay chúng ta hãy dành thời gian dò xem lời của Đức Chúa Trời với chủ đề nơi ân huệ trở nên hư mất và nơi ân huệ đầy tràn. Nói đến nơi ân huệ bị hư mất nếu biểu hiện như một người thì là những người đã tiếp nhận ân huệ của Đức Chúa Trời xong lại để ân huệ ấy trở nên hư mất. Mặt khác cũng có những người tràn đầy ân huệ của Đức Chúa Trời chẳng phải vậy sao? chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút về hai trường hợp này câu chuyện về biển chết và biển galilee nổi tiếng đến nỗi rất nhiều người biết đến vì sao được gọi là biển chết vậy vì sao tên của biển này lại có từ chết bởi đây là biển của sự chết vì sao biển chết lại trở thành biển của sự chết, vì sao biển Galilei trở thành biển có sự sống? Người ta đã tìm ra câu trả lời thông qua địa hình của biển chết và biển Galilei. Được cho biết rằng biển Galilei không giữ chặt lấy nước chảy vào từ sông Giô-đanh mà luôn để nước chảy đến nơi khác như chảy về phía biển chết. Xong biển chết Chỉ nhận lấy mọi lượng nước chảy vào Mà không biết chia sẻ chút nào Vậy nên biển Galilee trở thành biển của sự sống Còn biển chết trở thành biển của sự chết Biển chết là vùng biển không loài cá nào có thể sinh sống được Như chúng ta có thể thấy trong kinh thánh Führer, thậm chí đã đánh cá ở biển Galilee. Đức Chúa Giêsu đã giảng đạo ở biển Galilee. Sau khi phục sinh, Ngài cũng đã ăn cá trên biển Galilee. Biển Galilee là nơi tràn đầy sự sống và sức sống. Sóng biển chết lại là vùng biển của sự chết. Nơi không sinh vật nào có thể tồn tại dù chỉ là một phút hay một giây. Vì sao lại như vậy? Một nơi nhận được rồi chảy đến nơi khác với lượng nước đã nhận. Còn một nơi chỉ nhận và tồn đọng lại, không biết chia sẻ đến nơi khác. Không biết cho đi, không biết chia sẻ, cũng không biết làm thế nào để truyền đến nơi khác. Kết quả là một bên được gọi là biển sống, một bên được gọi là biển chết được cho biết rằng vì tình trạng này mà một bên đã trở thành biển của sự sống còn một bên là biển của sự chết thông qua lễ trọng thể mùa thu này đức chúa trời đã không ngừng ban cho chúng ta ân huệ dồi dào của đức thánh linh như vậy có những hội thánh đầy tràn ân huệ và có những hội thánh mà nơi ân huệ trở nên hư mất đồng thời có những người tràn đầy ân huệ và có những người đang khiến ân huệ mình đã nhận được trở nên ô uế. Nếu đã nhận lãnh phước lành thánh linh từ Đức Chúa Trời rồi, thì từ giờ trở đi chúng ta phải trao đi thánh linh ấy. Đối với những người truyền lại cho người khác, thì ân huệ của thánh linh tràn đầy trong họ. Nếu không như vậy, thì ân huệ của thánh linh sẽ ra sao? Nếu cứ nhận lãnh và giữ cho riêng mình giống như người đã chôn một ta lưng xuống đất ân huệ ấy sẽ bị hư mất. Nếu quý vị lắng nghe tin tức và thông điệp của Sion trên khắp thế giới, quý vị sẽ thấy nhiều tin tức thực sự đáng ngạc nhiên. Họ đã chia sẻ hết thầy những điều họ đã nhận được với mọi người trên thế giới. Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem sẽ vui mừng nhất với điều gì? Điều mẹ vui mừng nhất là sự ăn năn của tội nhân. Bằng cách này, hết thầy mọi hội thánh đều cùng chung một tấm lòng, một tâm trí và nỗ lực để dâng những món quà đẹp đẽ của sự ăn năn lên Đức Chúa Trời Mẹ. Nói cách khác, nhiều sự sống mới đẹp đẽ đã được sinh ra trong hội thánh tràn ngập ân huệ. Song ở nơi ân huệ không được chia sẻ và trở nên hư đi, thì không sự sống nào có thể sống và tồn tại. Nơi nào lời của Đức Chúa Trời được đem vào thực tiễn thì ân huệ dư dật ở nơi đó. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết nghe lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận mà không thực tiễn, thì ân huệ ấy tất sẽ bị hư đi mà thôi. Thưa các quý vị, kể từ bây giờ, hết thảy chúng ta phải trở thành biển của sự sống, chứ không nên trở thành biển chết. Là biển của sự chết đúng không? Trong khi ghi khắc lời của Đức Chúa Trời vào sông trong tấm lòng, chúng ta hãy mở tin lành ma Matthew chương 28. Chúng ta hãy cùng xem lời dạy dỗ trong tin lành Matthew chương 28 câu 18. Matthew chương 28 câu 18 chép rằng Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ môn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đức Chúa Trời đã ban sứ mệnh này cho chúng ta, hầu cho chúng ta trở thành biển sống. Những người có ân huệ, dồi dào giống như biển sống vậy. Khi người đã nhận một ta lưng và giấu đi, trả lại ta lưng ấy cho chủ, thì người chủ nói rằng đó là hành vi gian ác. Xét từ quan điểm phần linh hồn, Đức Chúa Trời đã quy định hành động này là việc làm hết sức gian ác. Hỡi đầy tớ giữ kia, nếu một ta lưng này thuộc về người khác thay vì ngươi, thì họ đã làm lợi thêm nhiều ta lưng nữa rồi. Cớ sao, ngươi chỉ chôn ta lưng xuống đất như vậy? Cớ sao, ngươi chỉ nhận lãnh cho riêng mình? Lời này có nghĩa rằng, cớ sao ngươi đã không làm lợi ra, cho đi, chia sẻ, khoe khoang và giao truyền. Nơi nào thực tiễn lời của Đức Chúa Trời thì nơi ấy luôn dồi dào ân huệ. Song ở nơi chỉ coi lời của Đức Chúa Trời như kiến thức thông thường, chỉ biết tiếp nhận và giữ chặt trong tấm lòng, thì ân huệ ấy chắc chắn sẽ hư mất. Trong chương cuối sách tin lành Matthew, Đức Chúa Giêsu đã phán rằng Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ngài đã phán dặn chúng ta hãy đi và giao truyền. Vậy điều gì xảy ra với ân huệ của Đức Chúa Trời? Ngài sẽ càng ban thêm nhiều ân huệ trên ân huệ cho chúng ta. Sau khi người đàn bà quá Sarepta múc bột trong vò để hầu việc Eli thì điều gì đã xảy ra với bột? đã được lấp đầy lại bằng mức như vậy. Cứ múc ra thì vò lại đầy trở lại, cứ múc thì vò lại đầy. Nói cách khác, đối với những người ân huệ dồi dào là những người đem lời của Đức Chúa Trời vào thực tiễn. Họ càng trao đi thì Đức Chúa Trời càng lấp đầy họ bởi nhiều ân huệ hơn nữa. Nếu người đàn bà quá Sarepta đã không thực tiễn lời của Đức Chúa Trời hay không chia sẻ thì sẽ thế nào? Nếu bà lo sợ rằng sẽ không còn gì để ăn sau khi dùng hết mà không chia sẻ chút bột nào thì cả bà và con trai hẳn đã phải chết rồi. Cũng như vậy, có nơi ân huệ trở nên hư mất và có nơi ân huệ của Đức Chúa Trời đang tràn đầy mỗi ngày. Vì Đức Chúa Trời đang tiếp tục lấp đầy nơi này giống như biển Galile, nên có rất nhiều cá ở đây và mọi sinh vật sống đều có thể hoạt động ở nơi thể này. Nhưng ở biển chết, nơi chỉ biết tiếp nhận, thì không loài cá nào có thể sống ở đó, không sinh vật sống nào có thể tồn tại ở nơi đó. Khi chúng ta so sánh hai nơi này, thì ân huệ của Đức Chúa Trời luôn dư dật mỗi khi chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và thực tiễn xong nếu chỉ biết tiếp nhận giữ chặt lời cho riêng mình mà không dạy dỗ hay trao cho ai thì ân huệ quý báu của Đức Chúa Trời sẽ không thể được bày tỏ thay vào đó ân huệ ấy nhất định sẽ bị hư đi mà thôi thay vì để cho hư đi Chẳng phải chúng ta nên để ân huệ của Đức Chúa Trời được tràn đầy hay sao? Một số người có thể băn khoăn rằng tôi nghĩ tôi biết rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, nhưng vì sao tôi không cảm thấy hạnh phúc? Vì sao niềm vui của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho không chạm đến tôi? Lý do rất đơn giản. Đó là bởi họ luôn giữ lời của Đức Chúa Trời cho riêng mình. Dù họ đã nhận lãnh rồi giao lời của Đức Chúa Trời, xong lại không chia sẻ, dạy dỗ hay giao truyền cho bất cứ ai mà chỉ giữ cho riêng mình. Thế nên, ân huệ của Đức Chúa Trời đang trở nên hư mất trong họ. Thưa các quý vị, chúng ta đừng trở thành những người ngốc nghếch làm hư mất ân huệ của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta phải chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại. Nhờ đó, có thể tiếp đón Đức Chúa Trời Cha mà không chút hổ thẹn trong ngày Ngài đến. Nơi tràn đầy ân huệ là nơi lời của Đức Chúa Trời luôn được thực tiễn biết lời nhưng không đem ra thực tiễn, thì rồi ân huệ sẽ trở nên hư mất mà thôi. Chúng ta hãy xác minh điều này trong Gia Cơ chương 2. Hãy xem lời dạy trong Gia Cơ chương 2 câu 14. Gia Cơ chương 2 câu 14 chép rằng Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ích chi chăng? dù chúng ta khoe khoang về bản thân. Trong khi nghĩ rằng tôi có đức tin vì tôi đã nhận lãnh rồi giao lời của Đức Chúa Trời nên tôi có đức tin tốt. Song Kinh Thánh nói rằng nếu không có việc làm thì có ích chi chăng? Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị xưng mình có đức tin nhưng lại không thực tiễn lời? Nếu quý vị không chia sẻ, không cho biết, không dạy dỗ và không giao chuyển, thì đức tin ấy là vô ích. Ở đây Kinh Thánh đang hỏi chúng ta lần nữa rằng đức tin đó cứu người ấy được chăng? Hãy xem tiếp câu 15. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu quán uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phân xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó trạng thái của đức tin này là gì? Là chết. Nói cách khác, ân huệ sẽ thế nào? Được cho là trở nên hư mất. Chết là một cách biểu hiện khác của hư mất. Đang trở nên hư mất đó có nghĩa là sự sống không thể được hồi sinh. Kinh thánh thức tỉnh chúng ta rằng về đức tin cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta không thực tiễn lời của Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta sẽ chết. Vậy là nơi ân huệ của Đức Chúa Trời đang bị hư mất. Hãy xem câu 18. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Thưa các quý vị, giả sử chúng ta biết rõ hết mọi lẽ thật trong kinh thánh, như ngày sa bát lễ vượt qua, danh mới, Jerusalem mới, ba kỳ bày lễ trọng thể và vấn đề về nơi thánh. Nhưng nếu chỉ biết một mình, vui một mình và tự thỏa mãn thì theo thời gian, ân huệ cứ bị hư mất trong đó. Tôi đã đi hội thánh lâu rồi mà sao không thấy vui? Khi được gặp Đức Chúa Trời. Trong thời gian gặp gỡ các anh chị em đã bị mất, sao tôi không cảm thấy vui? Nếu quý vị nghĩ như vậy thì đó là bởi ân huệ đang trở nên hư mất. Nếu quý vị có triệu chứng như thế này thì hôm nay tôi chẩn đoán rõ ràng rằng ân huệ của Đức Chúa Trời đang trở nên hư mất trong quý vị. Vậy chúng ta có thể làm gì? Để thay đổi ân huệ đang bị hư mất, trở thành ân huệ tràn đầy sự sống. Như tôi đã đề cập trước đó, xin hãy suy nghĩ kỹ về biển chết và biển Galilee. Chúng ta không nên khoe khoang với Đức Chúa Trời rằng con đã ở trong lẽ thật 10 năm, 20 năm rồi. Không cần phải khoe điều này đâu. Có những người nhà chia sẻ rất nhiều, truyền đạo rất nhiều, khoe khoang về lời của Đức Chúa Trời rất nhiều. Dù ở trong lẽ thật mới chỉ một năm. Tuy nhiên, có những người nhà không truyền đạo, hay chia sẻ lời của Đức Chúa Trời với bất cứ ai, dù họ đã ở trong lẽ thật 10 năm, 20 năm. Họ giống như biển chết, nơi ân huệ đang trở nên hư mất vậy. Người để ân huệ trở nên hư mất như thế này, đang ở trên lập trường, giống như người đã nhận một ta lân và giấu đi vậy. Quý vị muốn đức tin của mình ở đâu? Nơi ân huệ trở nên hư mất hay nơi ân huệ tràn đầy? Quý vị muốn có đức tin tràn đầy ân huệ. Chẳng phải vậy sao? Chẳng phải chúng ta nên là người tràn đầy ân huệ sao? Thế thì chúng ta phải thực tiễn lời của Đức Chúa Trời. Ân huệ trở nên hư mất ở nơi lời của Đức Chúa Trời không được thực tiễn. Ân huệ tràn đầy ở nơi lời của Đức Chúa Trời được thực tiễn. Trong ví dụ về Ta Lân, Đức Chúa Trời dạy chúng ta bài học vô cùng quan trọng về những người tràn đầy ân huệ và những người để ân huệ trở nên hư mất. Chúng ta hãy cùng chuyển sang tin lành Matthew chương 25. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành ma Matthew chương 25 câu 14. Chương 25 câu 14 chép rằng Và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia. Khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì, người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người này đã đặt lời của chủ vào thực tiễn, vì chủ dạy rằng hãy cầm cái này và đi làm lợi ra, nên họ đã nhận lấy và thực tiễn theo lời ngay lập tức. Hãy xem câu 17. Người đã nhận hai ta lân cũng vậy, làm lợi ra được hai ta lân nữa. Xong, người chỉ nhận một ta lân thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ người đầy tớ này đã nhận ân huệ của chủ mà không thực tiễn. Chỉ gom lại cho riêng mình thôi. Hãy xem kết quả đã ra sao. Hãy xem câu 19. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bẻ đến, đem 5 ta lân khác nữa mà thưa rằng, Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia. Được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ. Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận hai ta lân cũng đến mà thưa rằng, Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi hai ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được hai ta lân nữa. Chúa đáp rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia. Được lắm. Không phải Đức Chúa Trời nhìn vào. Số lượng ta lân nhiều hay ít đâu. Thay vào đó, Đức Chúa Trời xem họ có đang thực tiễn những lời đó hay không? Đức Chúa Trời không phán rằng người có năm ta lưng làm tốt nhất và người có hai ta lưng làm tốt thứ hai đâu. Ngài đã phán được lắm với người đã làm lợi ra được năm ta lưng cũng phán được lắm với người đã làm lợi ra được hai ta lưng nữa. Bởi họ đã thực tiễn lời của Ngài. Tuy nhiên, người nhận một ta lưng đã chỉ nhận và giữ cho riêng mình. Chúng ta hãy xem câu 24. Để xem Đức Chúa Trời đã phán gì với những người không thực tiễn lời Người chỉ nhận một ta lưng cũng đến mà thưa rằng Lạy Chúa tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt Gặt trong chỗ mình không gieo Lượm mặt trong chỗ mình không giải ra Nên tôi sợ Mà đi giấu ta lưng của Chúa ở dưới đất Đây này Vật của Chúa xin trả cho Chúa Xong chủ đáp rằng Hỡi đầy tứ giữ và biếng nhắc kia Người biết ta gặt trong chỗ ta không gieo Và lượm mặt trong chỗ ta không giải ra Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các người hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ thêm cho kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên này tớ, vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng ta đã đọc ví dụ này nhiều lần rồi. Thông qua nội dung này, chúng ta có thể thấy người nào tràn đầy ân huệ và người nào để ân huệ của Đức Chúa Trời trở nên hư mất. Chúng ta phải thực tiễn lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ ngày nghỉ, ngày sa bát đã làm nên ngày thánh. Chúng ta phải giữ ngày sa bát Hãy giữ lễ vượt qua trí thánh. Chúng ta phải giữ lễ vượt qua. Hãy truyền đạo siêng năng. Chúng ta phải truyền đạo hãy liên hiệp với các anh chị em trong tình yêu thương chúng ta phải liên hiệp ân huệ của đức chúa trời tràn đầy ở bất cứ nơi nào chúng ta thực tiễn lời của đức chúa trời nếu chúng ta coi lời của đức chúa trời đơn thuần như lời được chép trong kinh thánh mà suy nghĩ lời này ở trong kinh thánh lời kia ở trong kinh thánh thì ân huệ tất sẽ bị trói buộc và trở nên hư mất mà thôi hôm nay chúng ta hãy khắc sâu điều này vào trong tấm lòng và tâm trí một lần nữa Hãy nghĩ về Abraham. Đức Chúa trời phán rằng: Hãy dâng Isaac, con một ngươi, làm của lễ thiêu trên núi Moria. Abraham đã dứt khoát thực tiễn lời của Đức Chúa trời. Chẳng phải vì thế nên Abraham đã có đức tin tràn đầy ân huệ mỗi ngày sao? Vậy trường hợp của Noe thì sao? Khi Đức Chúa trời phán bảo Noe chuẩn bị đóng tàu, Noe đã không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Noe đã thực tiễn lời của Đức Chúa Trời ngay lập tức. Vì vậy, danh hiệu lớn lao là kẻ kế tự của sự công bình và tổ phụ đức tin đã được trao cho nô Hết thầy những người này chưa bao giờ giam cầm ân huệ mà họ đã nhận lãnh, cũng chưa bao giờ để ân huệ trở nên hư mất. Họ đã không để ân huệ trở nên hư mất trong mình, mà luôn tràn đầy ân huệ. Abraham, nô và những người giống như Moses, Sarah, Jacob và Isaac đã được chép trong Hebrew chương 11 đều đã siêng năng tuyên bố tin tức của Đức Chúa Trời, giao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời và thực tiễn lời của Đức Chúa Trời. Họ là những người tràn đầy ân huệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi những người như vậy là người có đức tin. Đặc trưng của những người có đức tin là họ thực tiễn lời của Đức Chúa Trời ân huệ không bao giờ trở nên hư mất trong những người này. Ân huệ thế nào bên trong họ vậy? Tràn đầy đó. Đức Chúa Trời lấp đầy họ bởi ân huệ của Ngài, tùy theo mức mà họ chia sẻ với người khác. Vì họ trao tặng ân huệ cho người khác, nên Ngài lại lấp đầy họ một cách dồi dào. Thưa các quý vị, để lấp đầy chúng ta bởi ân huệ dồi dào của Đức Chúa Trời. Ngài không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng, hãy truyền bá lời của Đức Chúa Trời cho hết thảy muôn dân tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, giống như người đã làm lợi ra năm ta lần. Chúng ta hãy tiếp tục dò xem lời trong thứ hai Timôthê chương 4 một lần nữa. Chúng ta hãy xem lời trong thứ hai Timôthê chương 4 câu 1. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà dân bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục, mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai. Theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn, thực tế là ngày nay chủ đề bàn tán của người ta. Chỉ là những câu chuyện huyễn và vô nghĩa về thế gian. Hãy xem tiếp lời trong câu 5. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Kinh Thánh đang dạy chúng ta như thế này. sứ đồ Phaolô rất tự hào vì đã sống cuộc đời không phải hổ thẹn về bất cứ điều gì. Sứ đồ nói rằng, giờ ta không còn gì nữa ngoài việc nhận lấy mão triều thiên của sự công bình trên trời. Sứ đồ đã làm gì? Sứ đồ đã truyền bá lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Sứ đồ đã dành cả cuộc đời để truyền bá đức tin có ở trong mình, chia sẻ đức tin vào Đức Chúa Giêsu Christ và thuyết phục mọi người rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đấng Messiah. Như vậy, sứ đồ Phaolô không phải người có ân huệ bị hư mất, mà là người ân huệ luôn đầy tràn. Thưa các quý vị, vì sao Đức Chúa Trời đang truyền lại mọi lời dạy dỗ được chép trong Kinh Thánh này cho chúng ta? Đã được chép rằng, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, chẳng phải vậy sao? Lời này đã được chép từ 2000 năm trước rồi. Đức Chúa Trời đã cho ghi chép trọn vẹn trong Kinh Thánh về đức tin của người đã bước đi cuộc đời đức tin vào 2000 năm trước. Vì sao vậy? Ấy là để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cũng vậy. Đừng trở nên những người làm hư mất ân huệ, mà hãy trở nên những người tràn đầy ân huệ mỗi ngày. Giống như bột trong vò, chúng ta phải thường xuyên múc ra những thứ có ở bên trong để những thứ mới có thể đi vào. Nếu chúng ta chỉ tích trữ những điều đã nhận từ trước trong 10 năm, 20 năm, thì việc điều đó trở nên hư mất chắc chắn là không tránh khỏi. Nếu chúng ta cho người khác biết điều chúng ta có hôm nay, trao đi và để họ nhận ra lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ lấp đầy chúng ta bằng ân huệ của Thánh Linh vào ngày mai. Nếu chúng ta múc ra, những điều đã được lấp đầy thì sẽ ra sao? Ân huệ của Đức Chúa Trời tràn đầy và được làm mới lại mỗi ngày. Nếu chúng ta cứ chỉ giữ cho riêng mình trong một tuần, hai tuần, một tháng và một năm, thì mọt sẽ sinh ra và thứ còn lại trong đó. Chẳng qua chỉ là bột đã hỏng mà thôi. Thưa các quý vị, có những người để ân huệ trở nên hư mất và có những người đầy tràn ân huệ. Có những nơi ân huệ trở nên hư mất và có những nơi ân huệ đầy tràn. Một lần nữa, hết thầy chúng ta hãy ghi khắc vào trong tấm lòng và tâm trí về lý do Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta phải truyền bá tin lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất. Hết thảy các anh chị em trong Siôn chúng ta, hãy thực tiễn đức tin giống như Abraham, Noe, sứ đồ Phaolô và sứ đồ Peter những người đã luôn tràn đầy ân huệ mong rằng hết thầy các quý vị luôn ngụ trong lẽ thật bằng đức tin chắc chắn tôi xin kết thúc lời giảng hôm nay tại đây xin cảm ơn